Ok, trước khi gửi lọc điện cho tất cả các bác thì đều phải test, bởi vì em bán lọc điện là bán cái chất lượng chứ không phải là bán ổ cắm, cho nên là riêng mua sản phẩm của Sơn Loa Audio thì các bác yên tâm một điều đấy. Đây, tiếp tục nói cho bác khách này. Đây là em test trước khi gửi cho bác Thạch ở Thanh Hóa. Bác là bộ đội. Em quay chi tiết cho ba con lọc điện, em chọn cho ba một con rất là mới, học bãi mà sạch sẽ và mới cứng như này. Đấy, đây em quay bằng đèn dọi đèn thực tế cho bác xem. Và quan trọng nhất em đọc luôn cho bác series con em đã test này. 96903 DEV2BC. Bác nhá. Rồi. Thì bây giờ này, điện lưới đi vào lọc, ra máy. Anh em có nhu cầu mua máy test lọc thì cũng liên hệ em bán cho anh em máy test lọc nha, máy rất chuyên nghiệp. Sau khi điện lưới đi vào lọc và ra, máy không hề có một tiếng kêu gì cả, máy im re. Đó là minh chứng cho việc lọc điện có tác dụng rất lớn. Bây giờ em rút máy ra được chưa ạ? Em rút đấy, em rút lọc ra, em chỉ cắm máy vào điện lưới gia đình, chỉ cắm máy vào điện lưới gia đình. Không thể chấp nhận được, điện lưới gia đình kêu khủng quá. Bây giờ em rút rút máy ra, lại cắm lọc vào điện lưới gia đình. Đấy, cắm lọc vào điện lưới gia đình, sau đó em lọc điện đã xử lý và điện đã được xử lý qua lọc thì mình cắm máy vào để test sau khi lọc thì điện có còn sạch hay không hay là vẫn còn nhiễu. Đấy. Không còn một tiếng kêu gì, chỉ số đã giảm 90% luôn. Không nghe cái gì luôn, máy ở trạng thái im re. Đấy, tuyệt vời cho anh em, rất cảm ơn anh em nha. Lọc Mỹ là nó như vậy đấy. Rồi xin cảm ơn, em gửi cho bác khách Thanh Hóa, bác Thạch nha, bác yên tâm là em tẹt riêng cho bác rồi đấy nha.